Hay swap. Ba mẫu. Sẽ có 5 cú sút từ cự ly khoảng tầm 20 m và từng chờ xem là Linh Nhật sẽ bắt như nào. Ôi. Đừng. Hello anh em. Tại là mình đang ở Neymar Sport chi nhánh Gò Vấp 1303 Phạm Hữu Thị, phường 10 quận Gò Vấp nha anh em. Gần nhà luôn, nay mới tại trường. Hôm nay lúc mình qua thì tại Neymar về rồi. Sáng nay kẹt đi biểu diễn, chương trình delay quá nên làm xong hơi trễ. Nhưng được cái là sự kiện cho mặc quả áo chất quá chất anh em à. Và nhân dịp khai trương thì Neymar Sport đang giảm 10% trên tổng giá trị đơn hàng nha anh em. Túi vậy. Ồ, túi to ha. Túi khá to. Đựng được giày với lại nhiều thứ khác. Mình hay có thói quen là bỏ đôi giày giữa túi này, sau đó bỏ cái túi này vô ba lô. Này phải mua giày mới tặng hả hay sao? Dạ, thường là vừa tặng vừa bán luôn. Vừa tặng vừa bán. Bao nhiêu cái à? 79.000. 79.000 hả? Ok. Ngay cửa chân đội Mercurial, đội này xịn nè. Vapor 14 Elite Pro, đế này đế AZ, để đá sân cỏ nhân tạo mà loại cỏ dày, 7 hoặc 11 người nha anh em. RT áo của Bayern Munich. Huỳnh Cách Lây. Tụi nè anh em. Minh Vương Xuân Trường. Cáp. Subin Hoàng Sơn. Như mối ruột hay sao á, mua quá trời luôn. Bùi Tiến Dũng. Đây là Hoàng Tôn. Tự nhiên quên tên. Hoàng Thành. Hoàng The Man. Nam Phương Nam. Lại là Minh Vương. Nguyễn Hải Phong. Tuấn Vinh. Minh Chí. Nguyễn Khánh. Văn Thành nè. Ủng hộ thường xuyên quá ta. Morelia Neo 3 Pro TF phiên bản con cọp, có vàng có trắng. Nhà có Mizuno rồi, chưa có dự tính mua đôi Mizuno nào mới. Puma dạo này cũng theo thì hiếu vãi. Hồi trước mình thích mấy cái đôi có lưỡi gà, giờ toàn cổ cao không à. Mercurial. Mẫu Adidas Predator S này nhìn rất là hầm hố nè, rất là đẹp nữa, nhưng mà chưa có dịp trải nghiệm. Nice try. Mizuno lạc Việt. Bộ sưu tập giày mới của Rainsport nè anh em. Remiro Mundo R, đôi này phiên bản TF nha. Ba mèo. Mẫu này thì mình được Rainsport tặng phiên bản màu trắng và đã có một buổi trải nghiệm trên chân rất là thú vị. Anh em cùng xem tiếp nha. Rainsport. Đôi giày mới. Remiro Mundo R. 899.000, mức giá này trên dòng cấp thấp, lại thấp hơn dòng cấp cao. Có thể nói là trên tình bạn, dưới tình yêu là đây. Phần upper làm bằng da BU tổng hợp, tên là Smooth Skin 3.0. Mình sờ nắng bóp thì cho cảm giác khá là êm ái. Điều này chắc chắn sẽ giúp tạo cái cảm giác bóng rất là tốt. Đế dây là đế TF chống trơn trượt trên mặt sân cỏ nhân tạo. Cái logo của Rainsport, rồi chữ Remiro, giống như được dán ép lên đôi giày. Các họa tiết còn lại thì giống như in hình màu lên thôi. Không biết lá lâu ngày có bay mất cái phần họa tiết đó hay không. Nhìn đôi giày thấy khá chắc chắn và cứng cáp. Mình đoán là sẽ sử dụng được khá lâu đây. Cũng đầm tay và trọng lượng cũng không hẳn là nhẹ. Còn thiết kế phối màu thì cho màu trắng, xanh dương đậm và đỏ. Khá là cơ bản và an toàn cho những anh em thích sự đơn giản và ít nổi bật. Và cái họa tiết này có nhiều hình sọc trên thân giày là mình cảm giác đó là một cái sự bứt phá và nhanh nhẹn. Kiểu như mang đôi giày này vô thì sẽ chạy lẹ hơn vậy đó. Không đi theo xu hướng của các nhãn lớn, mẫu Rainsport này vẫn sử dụng lưỡi gà truyền thống. Trên cọng dây giày thì có thêm chữ Rainsport nữa, khá tinh tế nha anh em. Rồi, đánh giá sơ bộ là vậy nha anh em. Còn trải nghiệm như thế nào nữa thì hồi sau sẽ rõ. Chơi đây xong lát về còn chân banh. Lót. Miếng lót giày này thì khá cơ bản, nhưng nhìn cũng có vẻ ôm chân đấy. Không cần phải gỡ lót nữa. Mang đúng lót. Hồi trước mang 42 không vừa, phải gỡ lót mới được.
mình mang giày Adidas với lại Nike thì sẽ mang 42,5. Còn đôi này mình mang 42 vẫn cảm thấy hơi dư mũi tí xíu. Anh em nào chân 27cm thì mang đôi 42 là vừa đó. 15 hả? Múa, kéo, xem đôi giày này kiểm soát bóng có tốt không nào. Ở phần thi đầu tiên này thì anh thi với cả Warren sẽ có 5 cú sút từ cự ly khoảng tầm 20m. Và cùng chờ xem là Linh Nhật sẽ bắt như nào nhé. Và trong hai người ai mà ghi được 3 trái trước thì sẽ là người win ở cái game này. Ok không? Ok. Ok không hai người? Mày rơi bóng trái. Ok. Này. Cự ly 25m, sút up mu và trong khung thành là thủ môn Minh Nhật từ team DKB. Theo là Free Freestyle. Chạy mày. Chạy mày. Free Freestyle. Yo. Anh thì lợi thế hơn là người xuất sau. Và chờ xem. Wow. Yes. Thì sẽ là người xuất trước. Yo. Trời ơi. Ok. Chưa đủ hiểm, bóng nó hơi lạng vào. Nếu ghi bàn của này thì Freestyle sẽ thắng ở game đầu đây. Yeah. Oh. Hứa lòng cự ly 25m và trong khung thành là Nick Quy Trần. Oh. Wow. Hơi nhẹ anh hành ra. Anh thi nào. Quên anh. Oh my god. Yo. Yeah. Tuyệt vời. Là cơ của anh thi. Oh. Oh my god. Ha. Freestyle. Oh. Yeah. Vào rồi. Vào rồi. Ok. Vào rồi. Không là không phải 63 như mà u. Đừng. Go. Yên luôn. 63. 63 thiệt. Ngay góc. Cự ly này mới đã này. Thử là một phát từ giữa sân xem sao. Khoảng cách bao nhiêu mét thì mình không biết nha anh em. Ôi. Oh. Ok, được rồi. Đủ thêm rồi. Sút penalty và trong khung thành là thủ môn Minh Nhật. Ok. Vô ha, mình đã đầu luôn. Có. Anh thi đầu tiên nhá. Mọi thứ của anh thi rất là kiểu rất khó lường. Ô là la, sàn bên phải kìa, đá bên trái thôi. Bên nào? Hay vậy. Nhẹ nhàng vậy. Anh có 3 mắt nên là anh nghĩ có thể là sút tốt hơn đúng không? Lượt thứ 3 của anh thi. Lại bên phải nữa hả? Đá bên trái tiếp nè. Ôi. Oh my god. Lượt style lượt thứ 4. Cô em hơi nhấp người qua trái, thôi mình đá qua phải đi. Trời ơi. Thì Freestyle làm gì đây? Nhấp phải đá trái, nhấp trái đá phải, vậy đi. Em nói đứng yên không sàn bộ, đá sát vào góc thôi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Nếu mà 10 lần thường thì không thua thì hòa nhá. Nope. Ok. Cuối cùng thì em nó cũng có một pha bắt dính. Thao động nút ao và 3. Có vẻ như Nhật đã kiểu say bóng luôn rồi. Ai được thứ 10 của anh thi. Đấu bên với mình có vẻ là một thử thách khó đối với bên Nhật. Vẫn là đá penalty và trong khung thành là Nick Quy Trần. Đá giữa. Nãy giờ Nick nó quan sát mình đá rất là nhiều rồi. Cái bài cũ mình sợ bị bắt, nên thành ra vừa rồi mình phải thay đổi cách đá. Giờ mới sai lại bài cũ nè. Nhá trái hả? Đá phải thôi. Oh my god. Anh không cứu được em đâu Nhật ơi. Chuẩn bị đá, thủ môn không sàn bộ. Nhắm thẳng một góc mà quất hết cây. Không nhảy thì hết cây. Pha này mình xài bộ đặt lòng nhưng thực ra lại túp mù, đổi hướng từ phải sang trái.
Lần này mình sẽ lấy đà cực ngắn, đang đứng đột nhiên dứt điểm ngay cho thủ môn bất ngờ. Vừa rồi mình xài bộ úp mu nhưng thực ra là đá lòng nha anh em. Ánh sáng nó lên rồi. Bình thường thì túp mu bóng sẽ đi vào góc nghịch, nhưng mà vừa rồi mình lại úp mu vào góc thuận gãy thủ môn. Thủ môn không sàng bộ trước thì mình cứ chọn sát góc mà đóng thôi. Bộ đặt lòng nhưng lại túp mu. À, sàng trái hả? Đá phải thôi. Bro. Nếu mà anh không miss thì còn lâu mới kết thúc game này. Vẫn tức tối. Thử một lần úp mu hết cây xem có bất ngờ. Ok. Yeah. Và đó là những chiêu bài đá bên của mình. Anh em thấy hay, đừng quên like, đăng ký kênh nhé. Vậy là kết thúc buổi đấu súng cùng với Warren, Phúc, Nick, Minh Nhật. Tiếp theo mình sẽ trải nghiệm đôi Munoir bằng một trận banh trên sân cỏ nhân tạo nha. Ở dưới đá banh, trên trời máy bay bay. Lúc nãy trời mưa khá to và sân thì bây giờ đang còn lấm tấm nước. Ây da, người không có ngực mà đỡ ngực, đau quá. Mình. Tê. Mình. Sút trúng ông cầu thủ đội bạn. Tê mình. Khoảng cách thì xa, lực chân thì yếu. Vừa rồi là một pha trả banh cho đối thủ rất fair play của Thi Restyle. Liên tục là những pha bắn phá từ các cầu thủ áo hồng, nhưng thủ môn đội bạn vẫn đứng vững. Trời. Ghê vậy. Một pha bóng quá xuất thần, anh em nhớ like đăng ký kênh cho pha bóng vừa rồi nha. Hay quá tên ơi. Ui chà, anh Tin Tin lại tỏa sáng nữa rồi. Một pha kiến tạo như đặt cho Lê Duy Minh ghi bàn. À, tính bật tường nè, chụp người lại. Thành. Đưa lên giả bộ cắt giữa, sau đó lách ra biên. Tốt mình. Pha này Lê Duy Minh tự làm tự ăn. Một pha xử lý quá đẳng cấp. Anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh nhé. Ê,
luôn. Ý chà, suýt tí ăn banh rồi. Từ từ ơi. Một pha đặt lòng không quá mạnh nhưng đủ hiểm để đánh bại Thu Mô. Mình mình không mình ê hay quá. Góc thì hẹp, thủ môn thì bự, khó mà ăn được pha vừa rồi. Nhìn bộ là biết đá cục 2 nè chứ đâu. Cái nữa. Hơ, pha đó có tính 30k không ta? Suýt tí là có pha phản lưới nhà. Ồ, mình mới thấy logo của trường Đại học Văn Lang đúng không ta? À đúng là vậy rồi. Vậy chắc mấy bạn này là sinh viên của trường Đại học Văn Lang đấy. Ô là la, canh cái hé nhưng bất thành, thủ môn sàn bổ tốt rồi. Ai cầm cái hé mà không qua. Tới đây thì điện thoại với chủ nhân của nó đã hết pin rồi, ọp thôi. Ở đây đá banh. Máy bay bay gọi. Mỗi lần máy bay bay ngang là nói đâu nghe đâu. Tiếng máy bay. Một trải nghiệm khá tốt với đôi Rimero Mundo R TF. Rồi đá toàn nhân tạo. Mình mang đôi này size 42. Nó cũng hơi rộng hơn chân mình tí xíu. Bình thường giày Rainsport á, mình mang 42 sẽ bị chật, mang 43 sẽ bị rộng. Nhưng đợt này mang 42 là nó khá là, nó dư mũi tí xíu, nhưng mà mang khá là thoải mái chân. Không cần phải tốn thời gian để nông cho đôi giày nó giãn ra. Mà xỏ vô mình cảm thấy nó vừa luôn. Hơi dư mũi tí xíu nhưng mà vẫn ổn. Đá vẫn tốt, vẫn ghi bàn. Chuyền di chuyển khá ổn. Trời, đi từ bên sân của Warren về đây 20 cây số, kẹt xe quá trời luôn. Vẫn kịp đá 30 phút với mấy anh em Hades. Thôi, vậy vui rồi. Vậy là mình đã trải nghiệm xong đôi Mundo R. Và sau khi dùng xong thì đúng như dự định ban đầu, giày khá êm do mặt da rất là dày và đàn hồi tốt. Nhưng mà cũng tương đối là nặng. Cũng phải thôi, da dày với đế TF thì chắc chắn là nặng rồi. Một ấn tượng nữa của mình đó là kiểm soát gầm khá tốt, dù nó là đinh TF nha. Lưỡi gà thì mềm và mỏng nên mình sút cũng khá mạnh, đặt lòng cũng rất là chuẩn. Giá thì cũng rất chi là cạnh tranh nhé. Có một vấn đề mà không chỉ riêng giày của Rainsport mà còn là vấn đề của các nhãn hàng khác nữa, đó là size không có rưỡi. Đơn giản vậy thôi. Tóm lại, đây là một đôi giày mình thấy khá là ok cho phân khúc tầm trung. Và anh em nào muốn sở hữu đôi giày này, mình đang ở Neymar Sport nè. Neymar Sport có bán đầy đủ, anh em nhớ ghé qua coi nhé. Lục nửa size cũng được, thật ra mang vẫn ok rồi. Hiện giờ mang 42 vẫn ok, anh mang đôi màu trắng nè. 42 là mang vẫn ok. Mình đang tính kiếm coi có hụt nửa size, nếu không có hụt nửa size thôi lấy anh 42 đi. Dạ rồi, để anh lấy cho mình. Phối màu đen hồng này nhìn có vẻ khá là nổi bật và bắt mắt nè.
Primero Mundo Era TF. Còn phối màu tím vàng nữa, nói chung ba đôi thì cảm giác giống nhau hết, chỉ khác cái màu sắc thôi. Ồ, có bánh C1 chưa luôn. Này thấy được trưng bày quá trời luôn. Còn gì nữa? Dạ. À, anh nghe nói là khai trương cửa hàng là đang giảm 10% à? Dạ đúng rồi anh. Hôm nay là khai trương cửa hàng là giảm 10%. À, khai trương cửa hàng Neymar Sport chi nhánh Gò Vấp đang giảm 10% cho các đơn hàng. Anh em nhớ tới Neymar Sport Gò Vấp để ủng hộ giày của Đại Neymar nha anh em. Trời, này ghé trễ quá không gặp được Đại. Ở đây mình có hình thức thanh toán nào ta? Dạ hiện tại bên em là có tiền mặt. Tiền mặt, chuyển khoản. Ừ. Thấy để nhiều thẻ ở đây à? Có gì vui. À, này là Boot ID à? Dạ đúng rồi, dịch vụ in dài. In tên dài. Ừ, in tên lên. Dạ. Anh suy nghĩ có nên in tên lên hay không? Giờ in lên thì là mấy ngày sau mới được lấy đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ. Rồi. Để bữa sau mình in rồi mình sẽ upload cho anh em xem sao vậy. Này cứ lấy về để em mang xài, mang xài xong rồi in nữa cũng được đúng không? Dạ, đúng rồi, nói chung vệ sinh sạch chỗ phòng muốn in lại. Rồi, ok. Anh thanh toán qua thẻ nha. Dạ rồi. Của anh là giảm 10%, 899 còn 809 nghìn nha. Ok, 809 nghìn. Khi mua thì em sẽ tặng kèm cho mình thêm một đôi vớ Rainsport. À, dạ được. Cái này hay nè, bình thường là mình hay, anh nhà anh hay mang vớ không logo. Dạ. Là để nó mang giày nào cũng được. Dạ. Hồi giờ giày đi kèm với lại vớ cùng logo gì thấy hợp lý ha. Dạ. Cũng được á. Rồi, cảm ơn anh nhé. Rồi, ok. Rồi, chúc anh cảm ơn. Dạ. Có giày mới anh em ơi. Mới khai trương luôn. Gần nhà. Bốt ghé qua ghé lại coi giày. Tiện. 1303 Phan Văn Trị. Phường 10 quận Gò Vấp. Em hai con. Chi nhánh. Gò Vấp nha. Đây này khai trương. Ha ha ha.